Mỗi chiếc xe khi được tạo ra đều mong muốn đưa người chủ của mình đi thật xa để chinh phục những thử thách của cuộc sống. Với mong ước ấy, hằng ngày tôi háo hức chờ đợi người chủ tương lai của mình. Cuối cùng, tôi cũng được đón về bằng những đồng tiền nhúng đầy những giọt mồ hôi của hai vợ chồng đứng tuổi. Tôi thấy được ánh mắt lấp lánh của hai người khi đón tôi về nhà. Tôi trở thành món quà đỗ đại học của cậu con trai, người trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi trên đời này. Tôi thấy gương mặt háo hức và đầy hạnh phúc của cậu ấy khi nhìn tôi, món quà từ sự chắc chiêu và tình yêu của bố mẹ. Từ đó, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng chiến đấu trên những trận cầu nảy lửa, cùng đi chơi với bạn bè và cùng cậu ấy run run chờ mối tình đầu. Là tôi, cùng cậu ấy vi vu trên những cung đường phượt và khám phá biết bao điều mới lạ của cuộc sống. Là tôi, luôn thầm lặng ở cạnh cả những khi cậu ấy buồn và yếu đuối nhất. Khi cậu ấy bị từ chối công việc đầu tiên và cả khi chia tay mối tình đầu. Giá như tôi có thể làm nhiều hơn cho cậu ấy. Là tôi, hạnh phúc khi cậu ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn và tự tin đứng dậy. Là tôi, hào hứng khi được cậu ấy chăm sóc và thuê nhất định kỳ để luôn được bảo vệ tốt nhất. Khi đó tôi cảm thấy mình thật đẹp trai và nhanh nhẹn. Với sự chăm sóc ấy, tôi sẵn sàng cùng cậu ấy chinh phục tất cả thử thách phía trước. Bố mẹ ơi, con đã tìm được việc làm rồi. Tao làm được rồi. Cuộc sống với tôi là một chuỗi những trải nghiệm và là một hành trình thú vị. Càng thú vị hơn khi trong hành trình đó, chúng tôi luôn dành cho nhau sự chăm sóc tốt nhất để gạt hết mọi lo lắng và đi thật xa, xa như những gì chúng tôi mơ ước.